Chào mọi người, mình tên là Xuân, năm nay mình 34 tuổi. Thì mình là học viên khóa học 3X10 của thầy Phạm Văn Học. Thì rất vui hôm nay được ngồi đây để chia sẻ những cái thành quả mà mình đạt được sau gần 1 năm tham gia khóa học của thầy. Trước đây mình là một kế toán nội bộ 8 năm với mức lương là 8 triệu. Thì trong một lần lướt Facebook thì cái khóa học của thầy và mình quyết định tham gia cái khóa học 3X của thầy. Thì mình tham gia khóa học của thầy vào tháng 6 năm ngoái. Sau khi tham gia được 2 tháng thì mình quyết định nghỉ công ty cũ và ứng tuyển vào vị trí kế toán tổng hợp của một thẩm mỹ viện với mức lương là 5 triệu. Thì sau quá trình thử việc thì mình được tăng mức lương lên là 19 triệu. Nhưng mà do mình thấy cái tình hình của công ty không có, tức là cái tình hình của công ty không có khả năng phát triển, nên mình lại xin nghỉ và ứng tuyển vào vị trí kế toán trưởng của một công ty thương mại chuyên cung cấp thuốc tây cho các bệnh viện nhà nước. Thì trong quá trình làm thì mình thấy là những cái kiến thức mà đã được học trong cái khóa học của thầy hầu như là đi làm đều gặp phải. Nên chính vì vậy mà cái xử lý tình huống của mình không còn ngỡ ngàng nữa, bởi vì mình đã được học trong khóa học nên mà mình cũng không có thấy áp lực nhiều trong công việc. Và bên cạnh đó thì luôn có thầy động viên và hỗ trợ những cái, thầy luôn động viên và hỗ trợ những cái, ví dụ những cái mà mình không có biết thì mình sẽ hỏi thầy và thầy sẽ hỗ trợ mình. Thì thầy luôn là, mình cảm thấy thầy luôn là cái người cho mình động lực để cố gắng vượt qua cái nỗi sợ hãi của bản thân, dám nghĩ và dám làm hơn. Qua đây thì mình cũng gửi thông điệp đến các bạn mắt gốc kế toán, đừng có sợ hãi, cũng đừng có tự ti về bản thân.